Cho người nha, mình ở đây nha, mình chúc cả mọi người nha. Vào đây mình sẽ bắt đầu đi mình sẽ đi xem cái hành của mình nhá. Tại vì lần trước mình quan tâm là phát triển sau mấy tuần cưới đi hiên lào nha. Cùng nhau let's go đi thật. Tối quá chị bật điện nha. Sáng rồi đây, sau mấy ngày cây của mình nó đã không được có phát triển nữa đây nè. Cái hành này nó không bị héo luôn nha mọi người nha. Còn cái cây hành này rất tươi nha mọi người nha. À, tươi chưa? Ôi ôi không bị đổ rồi. Thôi tí nữa mình sẽ cho nước, tại vì mình không cứ như là dạo này thời gian mà kỳ một mình ở rất là nhiều thời gian, nhưng mà được nghỉ buổi chiều ấy, nhưng mà mình được cứ như học lo cho bố mẹ ấy, đấy làm hết các công việc cho nên tránh được rồi. Đấy đó, cây này cây héo cây tươi này. Sau khi một khoảng mỗi tuần hôm nay thì cây cổ cây này chết héo của mình nha. Đây để mình quan sát xem nha, héo luôn nha, tươi léo léo một lào là muốn cái này thì chúng ta chỉ cần ngâm nước một ngày, chúng ta sẽ buổi sáng thì chúng ta chỉ cần phải cũng như buổi sáng mình sẽ lấy ít nước cho nó, và tối mai lại lấy ít nước nó cho nó, không nó sẽ lấy ít hết nước một tí mình sẽ cho nó nha. Rồi mình thì không phải ngại gì cái căn phòng của mình đâu. Đừng xem phòng mình nha. Đó, nhà rất tối luôn, phòng khách. Đừng sẽ đi vào. Rồi kiểu như là lần trước mình quay video rất là ngắn, thôi sẽ quay video dài hơn nhé. Đây các bạn, đây là ảnh gì không? Đây là ảnh bố mẹ của chị đấy. À, cái bộ cây này, ngôi sao này, hình như tia và quả này. Đấy, đây là mình vẽ bằng son, tại vì hồi xưa thì không có son. Để son này, đấy son này, đấy ok này. Mạnh Quỳnh Kim Liên 162 Giáp Thân, chị là họ thân cho mình nha. Các bạn họ gì nhớ bình luận cho mình biết nha. Đấy, mẹ mình hình như là mẹ mình là 2008 và để ra mình 1981 đó. Nhà chị thì có ba người, em là em và mẹ chị, còn có mỗi em nhỏ nhỏ xinh xinh đặc ba tuổi thôi. Còn đâu là chị là người thứ hai, còn bốc cả còn chị của chị là người thứ nhất, là sinh ra 2005, chị 2008, còn em của chị là 2016, 2016 sao ấy. Đấy, 3 tuổi đã học non ở trường và muốn là chuyển hiệu nha. Rồi bây giờ mình chán quá, không có gì chơi luôn ý. Rồi để con xem khám phá cái gì, để khám phá cho con xem. Wow, sáng này sáng này đóng đèn. Xem gì vậy? Đi lắp xe rồi mình nha, lắp xe nha. Trời rất tối luôn đi. Canada trắng trắng trắng, đây là trắng rồi nha.
đẹp không? Đấy, đẹp quá thì ôi yêu. Đây là con chó, nhà chị chỉ có hai con chó. Bây giờ chị sẽ đưa kem đi xem thỏ nhá. Hơi mờ mọi người thích cảm nhé, tại vì mờ lắm, điện thoại của mình rất mờ, không có độ sáng. Mờ không có độ sáng của mình, tại vì sáng không bật được đèn. Thế mình cho con tham quan luôn. Ơ xe đâu rồi? Thôi để mình đi là bật sai, lập xe rồi nha, để mai mình đi học, mai chị mình đi học. Rồi mình lên xe. Xe ở đây có hình như có chỗ khóa xe. Rồi anh em đi thôi. Đi ra. Hai con chó là chị rất là thương nhau rồi. Đi thôi. Là chị đóng mỏng chưa? Tối quá không thấy được. Xin lỗi bạn nha. Vừa qua tiếp cho các xem này. Đấy, mình chỉ quay được buổi tối tại vì dạo này không quay được. Được rồi, đắp xe cũng xong, không biết làm cái gì nữa. Ôi tối á, sao ngoài cái tối. Để chị quay xe nha. Đợi có phút. Chị sẽ đứng lại đóng hoa. Đập xe xong rồi, mình tính là sẽ đi nha. Tại vì vừa nãy là chị của mình nhỉ, đang lấy ra ghế để mình này. Không biết là nhà ai mà bật nó rất to luôn mọi người. Đó ôi nó to. Để tôi cắm điện. Chặt thế nhá. Hai tờ thì tôi cần cắm. Tôi cắm luôn đấy. Rất kêu ấy. Rất chắc tốt lắm. Đây. Để chị ra cầm hành lý đẹp nhá. Lấy đèn thôi. Kiểu đèn đi mà tắt đèn nha. Làm gì vậy? Chị Hương sẽ đi nha. Đây đèn đây. Mình vừa lấy đèn xong. Đấy. Xà hai con chó này. Đèn của mình có mặt trời cho nên mình sẽ xong cái này nha. Đấy không. Để mình cho nó ngâm lá này. Đây đèn đây nha mọi người nha. Để mình vặt lá một ít lá. Ui vặt ít lá cho con thỏ nha. Đây là một cái đống lũ gà mọi người. Đấy, rất là nhiều gà, nhà mình nuôi gà. Và hôm qua là mình nuôi một con gì nhỉ? Con lợn rừng mọi người ạ. Lợn rừng nha. Tối quá không nhìn thấy được. Chắc cũng ngủ. Đây, thỏ của mình đây. Đâu con thỏ đâu ấy? Đây, nó trụi đây. Mình nuôi hai con mọi người ạ. Tại vì là có người cho nên càng tốt luôn mọi người. Không nhìn thấy em luôn đi. Đây, chị cho em ăn nhé. Nhưng mà không sáng nó chắc cũng cầm đèn. Đây, đưa ăn kem đây. Này, ngon à. Đấy, nó no mọi người. Không thèm ăn luôn đi. Đấy, ôi, nó ăn đi. Kem dễ hơn nhé. Không nhìn thấy rõ luôn. Đấy, tắt luôn mọi người. Rồi, mình đi về. Đây con gà này. Ui. Con gà kêu đấy.
trứng. Chị ghét cái là gà đi. Đây lợn của mình đâu? Đây lợn, đây lợn, đây là lợn rừng nha mọi người nhé. Rồi mình sẽ đi về bước chân của mình. Đây phía nhà này hơi tối tối nha, để đu sắc một chút. Đấy hơi tối mọi người nha, nằm bên cạnh nam cơm nhắm mắt chả. Trước cũng nói rồi về giới thiệu nhà. Rau đìa rất xanh, hàng chó thì rất là ghê gòn. Rồi mình sẽ đi đây sẽ đi bốc hoa này rất là xinh luôn nha. Hoa này là hoa hoa gì nhỉ, bạn quên mất rồi. Rồi đây cái hoa của chị đẹp nhất này, hơi tối rồi này. Hello hello hello. À đây là con chó. Từ khi ở đây con chó nhỏ lộ chị nhá, đặt tên là Hạt Tiêu. Hạt Tiêu nha, Hạt Tiêu ơi, Hạt Tiêu ơi. Bụng luôn cái bụng miếu này, tao con gái luôn nhá. Có gì không? Chắc 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 ô ô trắng luôn. Đây nhà chị đóng cam rồi, tôi mở nhé. Rồi mình đi vào. Chị sắp thấy được cái gì đấy, bạn nhà đang làm hết rồi. Bố xem trực tiếp à? Thiệt này. Đây, sẽ hướng dẫn đây là cái son này, mình mua máy rất là đẹp nha. Đây là son này, son rất bôi môi không nhóc hết bị ở đây môi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này, hãy cho like và đăng ký kênh nha.